Các bạn ơi, trên tay mình đây là túi công sở. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt dán túi công sở này. Để cắt dán túi công sở này, chúng ta cần giấy thủ công, bút chì, bút dạ màu đen, kéo cắt và cuối cùng là hồ dán. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Thank you.